Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một siêu phẩm. Siêu phẩm này mới được đặt chân về kho của ICS và mình thấy là các bạn có thể thấy ở trên màn hình hiện tại là một cái logo rất là quen thuộc của Speak Marine. Và với cái model này thì các bạn sẽ thấy là nó là một trong những chiếc đồng hồ mà rất là khao khát để sở hữu. Và mình sẽ mở ra để cho anh em có thể thấy là chiếc này nó đẹp đến thế nào. Đây là một chiếc đồng hồ thuộc dòng Z-Class của Speak Marine và nó thuộc dòng Velsoda. Mình sẽ mở ra, vẫn là một cái hộp thường thấy màu nâu của Speak Marine như lần trước mình đã mở hộp. Ở phía trong thì các bạn sẽ có đầy đủ, đó là hộp da của Speak Marine, rất là đẹp. Chúng ta sẽ bỏ cái này ra. Đó. Và sản phẩm của chúng ta thì sẽ ở phía trong, các bạn có thể thấy ngay ở đây. Đó. Rất là giống với những cái dòng mình đã mở hộp, thì tất cả cái đặc trưng của Speak Marine thì đều ở trong cái hộp này cả. Chúng ta sẽ có một cái tờ giấy, đó là Certificate of Origin. Và tờ giấy này thì các bạn có thể thấy nó có đầy đủ các cái logo của Speak Marine đó. Và nó có ghi rõ ở đây là thuộc dòng model Velsoda và có mã là 10022TT. Với cái phần case ở đây họ ghi là steel nhưng mà thực chất của nó là titanium các bạn nhé. Case size của em nó là 42mm và serial number cũng khá là đẹp. Chiếc này là một chiếc thuộc dòng Velsoda và có máy automatic techno time. Và cái này là được sản xuất vào December 2017 và có dấu chữ ký tươi của ông Peter Speak Marine đầy đủ. Đó. Giống như là các cái sản phẩm trước thì chiếc Speak Marine này cũng được để ở trong một cái hộp travel case và hộp này màu xanh khá là đẹp. Mình sẽ bỏ ra. Đó, và đây chính là chiếc Speak Marine mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Với chiếc Speak Marine Velsoda này thì các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có một chiếc đồng hồ khá là độc đáo, cực kỳ đẹp. Mình sẽ bóc cái phần siêu này ra để cho anh em có thể ngắm được em nó. Đó, các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với mặt dial màu trắng. Và mặt dial này mình lưu ý với các bạn đó là mặt men. Và với mặt men nung này thì nó sẽ trường tồn với thời gian. Và các bạn sẽ không có bao giờ các bạn phải lo là với cái mặt men nung này thì nó sẽ có những cái vết ố cả. Và với cái mặt men nung như vậy thì các bạn có thể thấy là cái chiếc đồng hồ của chúng ta được làm sáng và nó rất là sâu với cái lớp mặt giống như là màu trắng sứ vậy. Rất là đẹp. Chiếc Speak Marine này các bạn có thể thấy ngay là chúng ta sẽ có độc một kim. Và điều đây là một điều rất là lạ. Và cái kim của chúng ta thì nó giống như là hình mũi tên vậy. Cái kim này nó được mô tả là kim giống như là cái kim ở trên cái la bàn. Và với Velsoda mình nói qua, Velsoda là tên của một con thuyền đó. Và con thuyền này thì của bên Z-Class Jack. Và năm 1933 thì nó được thiết kế. Và sau này thì nó cái dòng thuyền này thì sau này được sử dụng rất là nhiều. Và Speak Marine đã lấy cảm hứng từ cái dòng thuyền đó để chế tác nên cái G-Class Collection với những cái chiếc Velsoda rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một mặt dial. Mình sẽ chỉnh kim này. Đó, các bạn sẽ thấy là cái kim nó trôi rất là mượt mà, nó rất là hay. Đó, các bạn sẽ thấy cái kim của mình khi mà mình chỉnh. Đó. Chúng ta sẽ có mặt dial như mình nói, nó được làm bằng men nung. Và với cái men nung này các bạn sẽ thấy nó giống như một màu trắng sứ rất là đẹp. Chúng ta có hai cái phần vòng tròn chính. Ở phía ngoài thì các bạn sẽ có 12 cọc số La Mã, cùng với đó là cái vòng chia giờ, chia phút ở phía ngoài. Vì chiếc này có chỉ sử dụng có một kim cho nên là các bạn sẽ thấy là cái cách tính giờ của nó rất là lạ. Và các bạn có thể thấy ở đây là với một kim như này, mình khi mà 1 giờ của chúng ta nó sẽ được chia thành 12 vạch và mỗi vạch này của chúng ta nó sẽ tương ứng với 5 phút. Hiện tại mình đang chỉ ở đây là 9 rưỡi và nếu mà đây 9 giờ 35 này, 9 giờ 40 này, đó và 9 giờ 45 này. Các bạn có thể thấy hiểu là cách tính giờ của chiếc này nó như vậy. Và chúng ta sẽ chỉ có một kim duy nhất ở trên này. Còn cái topping tool small second của chúng ta thì sẽ quay ở giữa rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ở đây là hai cái topping tool được chồng lên nhau, một cái phần của kim dây và một cái thì là của cái topping tool small second chính đó, và một phần của chúng ta là cái kim chỉ giờ chính của chúng ta. Các bạn sẽ thấy ngay là khi mà cái topping tool này nó quay, nó nhìn rất là thích mắt và giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó sinh động hơn rất là nhiều đó.
Vòng tròn phía trong thì chúng ta sẽ có logo Speak Marine và chúng ta sẽ có dòng chữ Velshoda ở góc 6 giờ. Đó. Với cái cách kết cấu mặt như vậy thì thực sự là mình thấy là chiếc này nó đem đến một cái vẻ cổ điển rất là đẹp mà vẫn hiện đại. Với cái mặt dial được làm bằng men nung, cọc số La Mã cũng như là cái thiết kế của bộ kim thì thực sự là chiếc này nhìn rất là đẹp và phong cách lịch lãm. Nói chung là nó rất là độc đáo với cái cơ chế xem giờ như vậy. Các bạn có thể hiểu là với một cơ chế như vậy thì chỉ có Speed Marine hiện tại thì đang làm với cái dòng Velshoda này. Phần thân như mình đã nói ở trong các video trước, nó là cái phần thân đặc trưng của Speed Marine với thiết kế gọi là Piccadilly. Với cái thiết kế Piccadilly thì chúng ta sẽ có một cái thân đồng hồ nó rất là quý tộc. Và với cái crown này được làm rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy cái logo Speed Marine ở topping tool ở phía trên. Và cùng với đó là những cái phần khía được Speed Marine làm rất là đẹp. Và nó cho chúng ta một cái cảm giác là quyền lực. Phần lắc của nó cũng là đặc trưng với cái phần lắc dài như này, dài và thẳng như này. Phần lắc của nó cực kỳ đặc trưng. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có hai cái niềng phía ngoài. Và các bạn lưu ý là cái phần thân của chiếc này hoàn toàn làm bằng titanium và sau đó được hoàn thiện kỹ đến mức như vậy, rất là đẹp. Khi mà mình lật ra phía sau thì các bạn sẽ phải ngạc nhiên với cái phần đáy sau của chiếc Speed Marine này được làm cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ thấy ngay rõ cái logo Speed Marine ở phía trên cùng với đó là dòng The Piccadilly ở phía dưới để nói cái phần design case của chiếc này là Piccadilly. Chúng ta sẽ có mã series giống hệt với trong cái tờ giấy Certificate of Origin mà chúng ta đã xem lúc nãy. Ở phía trong thì các bạn sẽ thấy cái bộ máy được Speed Marine chế tác và rất là đẹp. Máy này là máy voucher 3302 và theo 3002 và theo như là thông tin của Speed Marine thì bộ máy này thì được chế tác riêng cho Speed Marine và máy này sẽ có 50 giờ tích cót, 28.800 tần số dao động và cùng với đó là chúng ta sẽ có 35 chân kính. Bộ máy này được hoàn thiện tất cả bằng tay, bao gồm những cái vân mà các bạn đã thấy cũng như là lắp ráp từng chi tiết một thì đều được hoàn thiện bằng tay hay còn gọi là hand finished để nói lên cái độ hoàn thiện rất là cao của Speed Marine. Đó, đây là một cái đặc trưng. Củ văng của chúng ta thì chúng ta không thấy củ văng bán nguyệt như thường thấy các bạn nữa mà củ văng của nó cũng được design là một cái hình topping tool rất là đẹp ở đằng sau với cái màu xanh cực kỳ bắt mắt mà các bạn không thể nào lẫn vào đâu được. Dĩ nhiên là những cái phần xanh của chiếc Speed Marine này thì chúng ta đều thấy đó là đều là nung xanh cả. Và các bạn có thể để ý phần kim này của chúng ta có hai cái màu nung. Với cái phần kim chính của chúng ta là màu xanh và nó hơi có xu hướng là ngả màu xanh lá. Còn cái phần topping tool của chúng ta thì xanh nước biển hết. Các bạn để ý thì các bạn để ý kỹ sẽ thấy là khi mà mình nghiêng ra các bạn sẽ thấy nó thành hai màu. Chứ đây không phải là nung xanh một màu. Đi kèm với chiếc đồng hồ rất là đẹp này đó là một sợi dây da cá sấu và sợi dây da cá sấu này màu xanh navy đậm và khi mà nhìn nhiều góc độ thì các bạn có thể thấy nó thành màu đen, ví dụ góc độ này. Tuy nhiên khi ra nắng như này thì các bạn sẽ thấy nó là màu xanh navy đậm đó. Và phía trong thì được lót một cái lớp da chống mồ hôi rất là đẹp cùng với logo Speed Marine. Cái khóa của em nó vẫn là cái khóa xiên như là chúng ta đã thấy mà ICS đã trên tay trên cái mẫu Wing Commander. Thì đa phần là Speed Marine sử dụng cái khóa xiên này cho tất cả những cái thiết kế Piccadilly. Và đây là một cái điểm đặc trưng của hãng. Quay trở lại với chiếc này thì em nó có size là 42mm với cái size như vậy. Và với cái lắc như vậy thì các bạn nếu như các bạn đeo được size to 42 hoặc tay các bạn 17cm thì các bạn đeo sẽ rất là đẹp. Còn với những cái dòng sản phẩm mà size 38 thì các bạn sẽ thấy nó bé hơn khá là nhiều. Với cái dòng này thì các bạn đeo lên các bạn sẽ thấy là một cái vẻ quý tộc rất là đẹp. Đây là cái đặc điểm đặc trưng của cái thiết kế case Piccadilly của Speed Marine và các bạn sẽ không thể phủ nhận được cái đó. Một cái thiết kế nó rất là gọi là mình dùng cái từ vương quyền thì nó cũng khá là chuẩn với trong cái trường hợp này. Đó, các bạn sẽ thấy với một chiếc đồng hồ độc đáo và đẹp và độc như vậy thì thực sự là cái giá của em nó thì cũng rất là cao. Chiếc Speed Marine Z-Class Velshoda này được bán chính hãng tại Việt Nam có giá là 242 triệu đồng và nó sẽ tương đương khoảng 11-12 ngàn tiền đô. Còn với chiếc này thì ICS săn được một chiếc duy nhất các bạn nhé. Một chiếc duy nhất và rất là hiếm hàng. Dòng Velshoda này thì phải săn rất là kỹ mới có được. Và ICS bán với một cái mức giá nó chỉ hơn một nửa một chút thôi. Nó thì khoảng 125-130 triệu. Đó, cho nên là nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể qua ICS để thử trên tay chiếc này. Đây là một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp cho nên là anh em nếu mà có cơ hội nên qua ICS, nếu không thì nó sẽ bay rất là nhanh chiếc này. Mình nghĩ là chiếc này sẽ bay rất là nhanh bởi vì nó thực sự cực kỳ đẹp.
và rất là hiếm. Trong vài năm qua ICS làm thì đây là một trong những chiếc Speed Marine Versada đầu tiên mà ICS mới săn được, cho nên là anh em lưu ý cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS.